Xin chào các bạn đang đến với chương trình Đồng hành cùng du học Canada để tìm hiểu sâu về những trường ở Canada cùng với công ty du học Tân Đại Dương. Đến với buổi trò chuyện hôm nay, Mr. Real lại đến để chia sẻ một số thông tin về du học ở Canada, đặc biệt là trung tâm Anh ngữ IELTS. Thì đến với chương trình hôm nay thì anh có thể giới thiệu đôi nét về cái trung tâm Anh ngữ IELTS ở Canada đối với các bạn được không? Ok, rồi cảm ơn chị. ELS bên Canada có hai trung tâm Anh ngữ, một trung tâm tại thành phố Toronto ở tỉnh Ontario và một trung tâm nữa tại Vancouver ở tỉnh British Columbia. ELS bên Mỹ và ELS bên Canada có chức điểm giống nhau. Nếu mà có nhiều học sinh chọn học đi du học bên Canada tại vì ELS học phí ở ELS bên Canada thấp hơn Mỹ, nhưng chức điểm giống nhau. Thì nếu học sinh học xong ELS cấp độ 112, học sinh có thể vào trường đại học và trường cao đẳng luôn liên kết với ELS bên Canada. Nhưng nếu học sinh muốn học xong ELS Canada và vào trường đại học bên Mỹ, các trường đại học liên kết với ELS bên Mỹ cho phép. Tại vì em là người Canada thì có thích Canada và biết là mỗi trường bên Canada thì tốt và tốt cho học sinh quốc tế, tại vì thành phố Toronto và Vancouver là thành phố quốc tế thì Vancouver chắc là đẹp hơn Toronto, nhưng mà người dân ở Toronto không đồng ý. Nhưng quan trọng nhất là học đại bên ELS bên Canada thì ở ngoài lớp nè có rất nhiều cái activities nè, đi đi du lịch nè, đi đi tắm biển nè, đi lên núi nè, có rất nhiều nhiều thú vị tại vì thấy thành phố đó rất là hay. Nhưng khó nhất ELS có hai trung tâm Anh ở bên Canada, nhưng mà không tại khu vực của trường đại học. Bên Mỹ tại khu vực của trường đại học, nhưng mà bên Canada không có. Nhưng mà không sao, tại vì trung tâm Anh ở ELS tại trung tâm thành phố và các trường đại học liên kết với ELS rất gần, thì không học sinh không cần chuyển nhà, không cần đi xa, thì ok. Vậy thì nếu mà đi học như vậy thì các học sinh sẽ ở đâu nếu mà không có người thân? Thật ra là ELS bên Canada thì hai trung tâm cũng có cái homestay luôn, thì sống với gia đình Canada. Nhưng mà bên Toronto, ELS có liên kết với một cái ký túc xá, không phải là ký túc xá của ELS, nhưng mà có một ký túc xá rồi gần trung tâm Anh ở Toronto. Hầu hết học sinh bên Canada đi bằng xe buýt hoặc là xe đạp. Thật ra là rất nhiều người đi bằng xe đạp bên Canada tại vì thời tiết không nóng, có mát, thì đi bằng xe đạp thì vẫn là hay, tốt cho môi trường và tốt cho sức khỏe của mình. Còn Canada thì học bổng có giống như là bên Mỹ? Dạ, bên Canada có học bổng là 15%, nhớ là ELS bên Mỹ luôn. Nhưng mà học sinh phải bắt đầu học trước cuối năm này, cuối tháng 12. Cuối tháng 12, 2014. Vậy thì có cần điểm là phải 7 phẩy trở lên hoặc là 6.5 trở lên? Không. Bao nhiêu cũng có thể được học. Chính xác. Nếu học sinh muốn học bên Canada thì ok, có học bổng thì là tốt. Nhưng mà học bổng có như bên Mỹ, ví dụ bên Mỹ là phải mình xin một cái thư điều kiện trong một cái trường đại học. Đúng rồi, nhưng mà vì ELS bên Canada có trung tâm riêng, không tại khu viện của trường đại học, thì không có yêu cầu đó. Thì dễ hơn. Đúng rồi, bên Canada cũng như Mỹ tại vì mỗi tháng là ngày bắt đầu. Thì tháng nào cũng học được. Ca giảng mỗi tháng không? Mỗi tháng thôi. Cảm ơn anh đã có một số cái chia sẻ bổ ích dành cho các bạn có ý định đi du học Canada. Mong các bạn sẽ dựa vào những cái thông tin này. Và nếu mà có một cái số thắc mắc gì thì có thể đến trực tiếp công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Chúng tôi sẽ chia sẻ hơn về IELTS cũng như là các trường đại học cao đẳng khác của Canada. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.